ý theo cái thiệt ý của tôi ấy thì mà trong cuộc chiến đấu thì qua má đối thứ nhất này là riêng cái khoảng gọi là flash nó trung gọi là nó trung thoáng tuyệt đối, nó không phải là cái thể loại không phải là cái gì nó vớ vẩn cả. Chính vì như thế cho nên là Vinigoth nó mới có cái giá trị như vậy. Thực ra thì trước trước là tôi cũng đã nghe được cái thông tin là có thể là Vinigoth rồi này, cả Fate Special, Switcher Special với cả Toxic Alpha Special có nguy cơ là có thể xóa sổ khỏi kho đồ của nhiều ác thủ tích Việt Nam. Nhưng mà cuối cùng thì dự định đó của bên phòng các thầy coi như là nó bị bãi bỏ, không biết là lý do gì. Bên đấy có phải là tin buồn hay tin vui cho mọi người nữa. Ở vấn đề đang nói về game thì đi tập đặt trai mới chiều. Cũng có thể. Không, nói chung là vẫn trong tầm cái giá 50 củ thôi. Nhưng mà trường hợp ví dụ như bán hát chẳng hạn thì chắc được giảm xuống còn tầm 30 củ thôi anh Vũ ạ. Tôi thật đang nói đột kích này. Tôi khuyên mọi người ấy là nếu như mọi người có thời gian mà để chơi ở nhà ấy, thì ra nét ngồi chơi ở nhà cũng được. Tổng một con PC tầm độ 15 củ trở lên là chơi được ấy. Điều kiện là RAM thì sẽ chơi ít nhất là tầm 16GB cho nó chắc cúp. Bởi vì tôi sợ là ví dụ như là một cái về sau ấy mà nó cho làm kết quả gọi là lên cho 2.0 mà nó bắt lên 8GB tối thiểu 9 giờ RP 115 lên 2.0 thì có nguy cơ là sẽ phải đòi hỏi cái RAM tối thiểu cao hơn. Thế tôi đây là tôi có cái gọi là cảnh báo trước để mọi người đề phòng kịch bản nó là hiện tại thì bên Trung Quốc mới lên 3.0. Tôi không biết là kiểu cấu hình như thế nào cơ. Ra cần phải đi xét thêm. Tôi cảm thấy là Tết anh của Tết Quý vào kho. Sẽ tích lũy vào kho nhá, Long An ạ. Sẽ tích lũy vào kho, mình sẽ mở, chứ nó không tự mở đâu. Ui, quá. Đang hoàng, hai người rồi sang tay tầm 1 triệu. Ồ. Hoàng cầm siêu MT 160 củ. Nói chung ý là về cái vấn đề mấy cái con phi gót ý thì tôi rất thẳng ra là giá trị thì ban đầu là cũng đã 50 triệu các thứ là cũng kinh lắm rồi, không phải đùa đâu. Nếu có hỗ trợ phân giải cao hơn thì tối ưu người mới cao hơn. À thì chính xác, Long Anh nó có thể rất chính xác. Và bây giờ ấy, chúng FND ấy không phải là dùng cái thể loại SATA đâu, mà dùng cái thể loại SSD M2 MVP ấy. Bây giờ mới là cái trend mới đẹp ấy. Bởi vì còn đời mới thì cũng không cần quá. Làm thì làm thế nào cũng được. Cái của tôi này, của tôi là VTX 1060 6GB DDR5 dùng vẫn cực kỳ mượt mà nhé. Ý tôi sẽ show lại cho mọi người cái anh ơi, cứu. Rồi. Để tí tôi show, tí tôi sẽ show lại cho các bạn một lần nữa cái
Thank you.